xong hết rồi. Là bây giờ mình cũng chỉ thành công có 50% thôi. Và không. Không. Gì nữa? Không. Sao không? Bốn phương bốn hướng luôn rồi. Cái gì bốn phương bốn hướng? Tôi lộn hả? Mắt tôi quắn gà hả? Dạ sao em không có bấm không? Dạ không ạ. Tại sao không bấm? Em cảm thấy là bạn, em nghĩ là do chưa giống với cái hình mẫu của em. Không phải là em. Và bây giờ Cát Tường xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón hai nhân vật nam chính của ngày hôm nay. Mời hai cô em gái nhỏ của tôi đi nào. Đi đây lên. Sang. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân của mình trước nha. Bạn trai ngồi ở ghế màu đỏ, xin mời em. Em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, ba bạn chơi và quý vị khán giả. Em tên là Lê Bảo Thoại, sinh năm 97. Nghề nghiệp là sĩ quan, hiện nay đang công tác ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Và nhà em thì ở Phú Yên. À, nhà Phú Yên, công tác ở Cam Ranh. Chị Quang, gấp vụ gì rồi? Dạ, trung úy. Chứ đủ bên này mà kết đôi được cái phải dành thời gian đi chơi với bạn gái, ít nhất cũng phải có bữa ăn hay buổi cà phê rồi hoặc coi phim mới về chứ đúng không? Dạ có chứ. Có chứ ha. Còn chờ đợi gì nữa? Cô công chúa ngồi ở cái ghế màu đỏ giới thiệu về mình đi. Mình ngồi ở Khánh Hòa, Cam Ranh luôn nè. Dạ, em lần đầu tiên em xin chào chị Cát Tường và anh Đạt ạ. À. Em tên là Cẩm Vân, năm nay em 21 tuổi. Hiện công việc của em là nhân viên văn phòng. Dạ, hiện giờ là em ở thành phố Hồ Chí Minh và quê em ở Bình Thuận. Bây giờ chàng trai còn lại chiếc ghế màu xanh, mời em. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, hai bạn nữ cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Tiêu Kiết Tường. Hả? Tên gì? Kiết Tường. Vậy thì em biết ý nghĩa của tên em là cái gì không? Dạ, Kiết Tường thì nó cũng gần nghĩa như là Cát Tường, ý nghĩa là may mắn. Đúng rồi, Kiết Tường, dạ Kiết Tường. Dạ vâng. May mắn, đúng không? Hy vọng ngày hôm nay em sẽ may mắn. Dạ, đó, đi một về hai. Tường năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 ạ, em sinh năm 96. Hiện tại thì em đang làm phiên dịch viên tiếng Trung. Em đang sinh sống ở Vũng Tàu nhưng mà trong tương lai thì sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cô gái ngồi ghế xanh. À, dạ, em chào anh Hứa Minh Đạt. Yeah. Em chào chị Cát Tường, chào hai bạn nam bên kia. Em tên là Anh Nhung, hiện 25 tuổi, đang là nhân viên của một công ty vận tải hàng hóa, đại diện cho các hãng hàng không nước ngoài. Dạ, quê của em ở Quảng Nam ạ. Quảng Nam mà đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đúng rồi ạ. Hôm nay mình đến tham gia chương trình, mình đi với ai? Dạ, em đi cùng với hai chị của em ạ. Vậy còn bạn gái ở ghế màu đỏ? Dạ, có ạ. Em đi cùng với mẹ và bạn thân của em ạ. Wow, có mẹ luôn. Mẹ dạ, chào bác. À, chút dạ. Xíu nữa sẽ liên lạc với gia đình mình nha. Còn hai chàng trai của tôi. Dạ, em đi cùng bạn của em. Dạ, hôm nay em đi với ba ruột của em. Ba luôn? Dạ. Ủa, phải ba dạ, ruột chú. Gì vậy? Bộ có ba hỏng ruột nữa hả? Bộ có ba hỏng ruột nữa hả? Dạ, dạ, dạ chú. Quen miệng trời ơi. Vậy bên đây phải mẹ ruột không? Dạ, dạ. Hôm nay có ba ruột và có mẹ ruột của hai bên gia đình nữa nha. Chàng trai ngồi ở cái màu đỏ. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em là một người khá nghiêm túc trong công việc. Em là người sống khá tình cảm và biết quan tâm chia sẻ những cái khó khăn đối với cho người khác và đặc biệt là người thân của mình. Ừ. Đàn hát đồ thể thao đồ nhau. Nhưng môi trường đó là mình mấy hay hát hò. Hát một khúc. Ok. Yeah. Mời Thoại. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng, để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà, đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài, đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười. Bài hát là nói dối của em đúng không? Rất là dễ thương. Trời, sao hai cô gái kia cảm nhận giọng hát của chàng trai bên này của tôi như sao thế nào? Nè? Dạ hay ạ. Hay. Điểm mạnh điểm yếu em là sao? Dạ điểm mạnh của em là em múa. À. Dạ. Là em có học qua khóa múa nào chưa? Dạ không ạ. Em tạo niềm vui cho mọi người. Ừ. Điểm yếu của em là em hơi trẻ con một tí, quăng đồ lung tung, quăng xong rồi cái vô mất tiêu.
Trời đó giờ tôi chương trình này chưa ấy thay múa nôn dễ sợ vậy. Muốn mở cửa luôn á Tường ơi. Muốn mở cửa luôn á Tường. Từ từ bậy để người ta nói quá. Thiệt. Rồi bữa mở cửa. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh của em là chịu khó. Tại vì nhà của em thì từ trước nó không có phải là rất là khá giả. Từ lúc mà em tốt nghiệp cấp 3 là em phải ráng học tiếng Trung để em xin học bổng đi du học. Em thiên về thích ca hát và chụp ảnh. Nếu mà bạn nào chọn mình thì mình có thể hát cho nghe cả ngày. Thôi bây giờ chưa chọn hát nữa. Chưa chọn cũng hát. Bức ảnh thật là đẹp luôn. Rồi ảnh thì một chút xíu nữa mình kết đôi xong rồi cái mình rủ cổ đi ra công viên chụp ảnh. Bây giờ hát đi. Rồi xin mời quý vị một tràng pháo tay. Hát luôn ha. Chuyết Tường. Vậy cho em xin hát bài Ánh Nắng của anh. Rồi xin mời em. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Ghê chưa, thấy hai chàng trai của tôi ngày hôm nay không? Nghe là muốn làm tia nắng liền ạ. Nhung ơi, giờ dạ. Nhung sao? Điểm mạnh điểm yếu của Nhung sao? Dạ, điểm mạnh của em là em được cái chiều cao khiêm tốn nhưng mà tự tin lắm. Em chẳng bao giờ em chẳng bao giờ tự tin về chiều cao của mình cả. Chiều cao của em được tính từ trên trời xuống đây. Đúng như vậy, phải tự tin như vậy. Em có thể chơi nhạc cụ và hát ạ. Nhạc cụ và hát. Dạ đúng. Em chơi loại nhạc cụ nào? Rồi, xin mời em. Có thể chơi guitar, ukulele và một chút piano. Rồi, bây giờ em chơi ba loại nhạc cụ vô một chỗ được không? Không thể rồi. Không thể nào, vậy em chọn một trong ba loại nhạc cụ. Em có thể chơi guitar ở đây. Guitar. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, mời em. Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em mãi mong chờ. Chờ một ngày kia gió mây man anh về với em. Ước mơ tình yêu em đó sẽ không rời. Một lần được hát bên người, một lần được yêu dấu anh đan nơi nào với ai. Mãi yêu mình anh, tình yêu cháy gian cùng chúng ta. Anh đã đưa em lên trời cao, cùng bay với chân sao. Trong mình sáng lung linh tình yêu, tình ta bay vút trên bầu trời cùng tiếng ca. Hòa trời mây, tình yêu em đó sẽ không rời. Một lần được hát bên người, một lần được yêu dấu anh đan đời nào với ai. Mãi yêu mình cực kỳ hay luôn. Cực kỳ hay luôn hả? Bạn cũng giống em cũng biết chơi ukulele. Vậy hả? Trời ơi, hồi nãy ta đang chơi guitar. À, em còn biết chơi harmonica nữa. Ghê vậy hả? Sao nay không đem đồ chơi theo? Dạ tại sợ hát nhiều quá hết hơi thổi. Em sẽ thổi riêng cho bạn nghe. Vậy hả? Bây giờ hai mình có thể trò chuyện trực tiếp với nhau đi. Vậy em muốn hỏi hai bạn nữ là, đặc biệt là bạn áo xanh là quan ghế xanh, ghế xanh, ghế xanh nha. Ghế xanh ạ. Quan niệm của bạn về tình yêu là như thế nào? Mình có một câu về tình yêu rất là hay, đó là một khi đã yêu thì anh sẽ là ngoại lệ duy nhất của em. Wow, ngoại lệ duy nhất của em. Nghe giọng nói của cổ em có thể nào em tưởng tượng ra cổ đang là như thế nào không? Là một bạn nữ như bạn giới thiệu là chiều cao khiêm tốn nhưng mà rất là dễ thương. À, dạ vâng. Tóc dài hay tóc ngắn? Em nghĩ là tóc dài. Em nghĩ là chắc bận đầm. Hả? Dạ. Tóc dài nhưng mà kiểu tóc là để sao nè? Em hãy tưởng tượng thôi. Em nghĩ là bạn đó chỉ là để tóc dài xong rồi cột lên thành cái búi hay là sao đó. Wow. Thần giao cách cảm thôi trời. Quan điểm về tình yêu của em sao? Gái ở ghế đỏ. Em á. Dạ, quan điểm tình yêu của em là trung thành, thấu hiểu.
tình yêu trung mà em thành. Từ trung thành không nghe nói vậy, trung thủy trung... chứ sao trung thành, thành. Dạ nói chung là trung thủy á. Như lính lát vậy đó, phải trung thành ghê quá ha. À. Rồi trung thủy, mẫu người yêu của em là cái kiểu mẫu người yêu là như thế nào? Cao hơn em để có thể bảo vệ được em à, có nụ cười tia chớp. Trời ơi, từ cười tia chớp là cười sao? Tia chớp. Tia chớp cười là cười sao nữa vậy? Hốt hồn ha. Không hốt một à. Cái là hốt hồn liền hốt, luôn. Tôi thấy bên này hốt á. Mà không biết có hút hồn không hay hút cái gì tôi chưa biết mà hút à nha. Ấn tượng như thế nào? Em cảm nhận về hai cô ấy như thế nào? Em nghĩ là bạn Văn là một người cũng khá là khó tính đó. Ghế xanh thì tài năng. Tài năng. Nhẹ nhàng, tính cách nhẹ nhàng. Nghe tiếng hát tiếng đàn của cổ thì em ấn tượng về cái nào hơn? Tiếng hát hơn. Thôi bây giờ mình sẽ nói chuyện một chút xíu về cái tình trường đi. Thực sự là chưa có mối tình chính thức nào chị. Có thích, có để ý, có nói chuyện, nhắn tin nhưng mà cảm thấy không ổn nên mình không tới. Ví dụ như mà có người đúng giờ ý thì em nghĩ bao nhiêu tuổi mình kết hôn là hợp lý? Tầm 27-28. Rồi bây giờ cô công chúa 21 tuổi của tôi nè. Em trải qua 3 mối tình. Trời ơi, 21 tuổi mình ta 3 mối tình mình thua quá rồi, thấy chưa? Mối tình đầu tiên bao nhiêu lâu? Dạ, mối tình đầu tiên của em là hồi năm cấp 2, năm lớp 9 lên lớp 10. Mối tình thứ hai của em là năm lớp 11. Ôi, mối tình thơ không à? Cả mối tình cuối cùng của em là em quen bạn đó là lúc bạn đó còn đang đi bộ đội ạ. Ôi chà, cũng hơi chà. Nhạy cảm giống bên đây ha. Sao mà cách lòng. Rồi sao cái mối tình thứ ba đó là sao? Trong cái khoảng thời gian mà bạn ấy đi bộ đội thì lúc đó là em ở nhà em là hậu phương ạ. Sau khi bạn đó xuất ngũ ra ngoài xã hội thì chắc chắn là sẽ tiếp xúc với là nhiều người, thì từ những cái đó thì tụi em có những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Em với bạn đó có đặt ra cái thử thách là 3 tháng là không liên lạc gì với nhau hết. Trong cái 3 tháng đó là để cho hai đứa xác định là tình cảm với nhau. Thế nhưng mà trong cái ngày sinh nhật của em á, bạn đó mà xuất hiện á thì em với bạn đó tiếp tục, còn không xuất hiện á thì cái kết quả chắc anh chị cũng biết. Nhưng mà ai đề nghị cái trò chơi đó? Dạ bạn đó ạ. Rồi coi vấn đề luôn. Cuối cùng là sinh nhật không tới phải không? Dạ. Thì trong cái 3 tháng đó, vừa tới tháng thứ 2 thì bạn ấy có người mới sau lưng em. Thí dụ 3 ngày thì được ha. Thí dụ giận nhau mình hay là gì mình cần 3 ngày coi mình có nhớ nhau không. Trời ơi, yêu nhau 3 tháng gặp nhau đi luôn chứ là chi nữa trời. 3 ngày không gặp nhớ thấy bà luôn rồi, đúng không quý vị? Em nghĩ là nếu mà bạn nam đó đề ra cái trò chơi 3 tháng đó, tức là bạn đó chỉ đang tìm cái cớ thôi. Đó, để muốn về phải không? Sành điệu á, được bao nhiêu cuộc tình rồi mà sành điệu quá vậy. Đó. Dạ, nói chuyện đồ ghê quá. Em cũng trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình. Dạ vâng, thì hai mối tình trước là trước khi em đi du học. Là mối tình đầu là chia tay vì lý do là bạn đó có người khác. Mối tình thứ hai là chia tay vì lý do là hiểu lầm. Tức là tụi bạn của em nó nhắn tin nó chọc phá em, mà bạn đó thì lại tưởng là em có bồ nhí. Sau đó thì em có nhờ tụi bạn gọi điện để giải thích rồi nhưng mà bạn đó không tin. Mối tình thứ ba là sau khi đi du học về đây, dạ quen được 2 tháng. Dạ bởi vì gia đình bạn đó là theo đạo Thiên Chúa giáo. Khi mà gia đình bạn đó biết em là đạo Phật thì ngăn cản không cho quen nữa. Còn em thì có bao nhiêu cuộc tình rồi? Em với cái tài đờn hát như thế này. Với tài đờn hát như thế này thì em có 2 mối tình từ lúc chưa biết đờn hát. Là coi như là thất tình không có biết đờn hát hả? Dạ đúng rồi. Mối tình đầu tiên của em vào năm học cấp 2 ạ. Năm em học lớp 8. Mối tình thứ hai là năm em học lớp 9. Nó vội vàng quá vậy. Thời còn trẻ mà lý do chia tay nó cũng củ chuối lắm anh. Anh chỉ cần chơi game mà không nhắn tin với mình thôi. Hồi đó là quen qua Yahoo. Giận chia tay luôn. Bây giờ nè, tôi nôn lắm. Tại hôm nay là có người lớn, có ba, có mẹ, hai bên đi theo nè. Mình nghe ý kiến người thân một chút xíu đi rồi mình trò chuyện tiếp được không? Trước tiên thì xin chào chị Cát Tường và anh Minh Đạt. Nói về là cô bé ngồi ghế màu đỏ, thấy thì tánh tình cháu cũng hiền, cũng không có được là được tự nhiên như mấy bạn gì đó. Ít nói, hơi ít nói. Bạn áo xanh thì nói thẳng ra cũng được, học thức cũng cao, mà hình như là hơi là lanh lẹ hơn là em của em ghế màu đỏ. Nói chung là ok hết, hai người nào cũng ok hết. Ok hết. Cô tham quá. Rồi bạn đi, giờ bạn cho một cái quyết định cho nè, giờ chỉ được chọn một thôi, mình cùng trang lưới bạn mình nè. Gu em với lại Cẩm Vân khác nhau. Vậy hả? Vậy thì em chọn người nào đi rồi người kia để lại cho Cẩm Vân. Đó. Màu đỏ nha Vân. Màu đỏ nha Vân ơi. Rồi mời gia đình kế bên.
Em giới thiệu đi em. Em là anh Đào, là chị của Nhung ạ. Em xin chào anh Hứa Bạch Đạt, em chào chị Cát Tường và chào mọi người trong trường quay ạ. Dạ thì em thấy là bạn ghế xanh thì chững chạc hơn. Thì có lẽ là sẽ có một tí tương đồng với lại em gái của em. Con mời bác trai. Tôi là phụ huynh của em bé Tơ, Tường. Trên hai người thì tôi cũng không biết sao lựa để cho nào mở màn ra thì để cho mỗi người có mỗi điểm khác nhau. Màu xanh ưu điểm gì nè? Thì ca hát. Ca hát. Rồi nói chung là chơi đàn rồi này nọ cũng được. Chừng nào mở màn ra thì để cho con nó lựa. Không kịp á, mở màn ra là con bé Vân đứng lên múa liền. Không kịp á bây giờ. Thôi được rồi, cảm ơn bác. Rồi mời bạn trai bên đây. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Đạt ạ. Em là bạn của Thoại. Như bạn Nhung thì hát hay, còn bạn Văn thì lại múa lại. Chưa biết múa đẹp hay không nha, chưa biết. Chưa biết à? Chưa biết khúc này. Em nghe nói là múa đẹp mà trong khi đó thì mẹ Thoại cũng thì múa cũng đẹp. Oh. Em thấy là mường tượng là thấy giống mẹ Thoại á. Ấy là hồi xưa em thấy dạy múa cho mấy em á. À rồi, hay quá. Bạn Vân là hợp phải không? Dạ. Rồi, cảm ơn Vân. Nói vậy thôi. Bây giờ cho các em một cái ưu tiên nè. Trước khi tụi em mở cái cửa sổ này ra, em muốn chạm thử không? Chạm thử. Không cần ạ. Được. Chạm để chị đưa em đi á. Đứng lên đây, nhìn thẳng về phía trước. Hãy đưa cô gái bên ấy lên. Dạ. Để cho chàng ấy có thể nhắm mắt và cảm nhận. Nhắm mắt và cảm nhận đôi tay. Sao? Dạ mềm. Dạ mềm. Sao có râu, tay có râu vậy? À, cái này em thử, cái này em thử, cái này là tay anh, tay anh. Anh vui thôi, vui thôi, vui thôi, chứ không phải nha. Đừng để cảm nhận rồi, bò là không được, anh không được nha. Ôi, lạnh quá. Lạnh. Em biết bàn tay đó của ai không? Chắc là của bạn Vân. Của bạn Vân. Nhắm mắt lại vậy? Cảm nhận một xíu đi. Nắm tay luôn cả cô gái còn lại. Ôi, sao lẻ vậy? Gì vậy? Có điện hay gì vậy? Ngồi vô, vô ngồi vô ngồi em ơi. Cái sao giật cái liền vậy? Gì ghê vậy? Sao có chuyện gì vậy? Thì nắm thấy là biết là được rồi. Dạ. Mời em trai. Muốn nắm không? Dạ muốn. Muốn. Trời ơi, sập cửa tao. Dạ, tay bạn này thì hơi lạnh. Hơi lạnh. Dạ vâng. Tay này thì đỡ lạnh hơn tay hồi nãy. Ủa em chỉ đo nhiệt độ hả em? Dạ thì nó cũng mềm giống hồi nãy. Tay này giống tay đàn ông. Tay này giống tay đàn ông. Thôi được rồi. Tôi đang cầm tay chú cho tôi dìu qua bển đó nha ơi. Chứ không mê gì đâu có đâu ơi. Thôi được rồi. Không thiệt tình. Chào chị. Được rồi. Cửa. Mở cửa đúng không? Còn chần chờ gì nữa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim thôi. Wow. Rồi đứng dậy múa liền nè. Múa liền đi. Cho em nhạc ạ. Nhạc. Rồi. Ồ đúng. Đây nhạc. Phải liền chứ. Wow. Lần đầu tiên ta đi bên nhau, anh đã biết tim đang rơi rồi. Lần đầu tiên ta hôn trao nhau, anh đã biết cùng yêu thương ai. Cách em cười cong môi, cách em lặng lẽ ngồi. Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm, thời gian trôi. Nghe được em yêu đôi khi có những phút giây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sắc. Ủa cái gì mà coi biểu diễn nghệ thuật của mặt căng vậy cha? Đổ mồ hôi quá trời luôn kìa. Sao? Thì múa đẹp chị. Nhưng mà khi cánh cửa trái tim này mở ra thì trong người em cảm nhận như thế nào? Em thấy bạn ấy cũng dễ thương. Sao có giọng lạc giọng luôn vậy? Sao lạc giọng luôn vậy? Người ta múa tao mới hơi thở nó không ổn định chứ em ngồi không mà em căng thẳng hả? Tường, sao? Dạ thì bạn này múa rất là chuyên nghiệp, phải học qua trường lớp. Chị thấy múa là cũng nhìn em không. Bắn bắn dữ lắm mà. Hồi nãy bạn sao? Nói là không học qua trường lớp gì đó. Thế là em cảm thấy bạn múa rất là đẹp. Em cũng thấy thích những người múa đẹp. Hả? Rồi sau khi hoàn thành bài múa mình rồi, bây giờ mình định thần mình nhìn hai chàng trai này đi. Cảm xúc của em như thế nào? Dạ thì anh ghế đỏ có vẻ hơi bồi hồi hồi hộp khi gặp em hả anh? Chưa có một mối tình nào. Dạ. Trai tân trai tơ nó vậy đó. Em xin tặng quà. À, em xin tặng quà, mời em. Xin tặng quà liền. Ơi gì? Em tặng cho bạn Văn một cái con ốc. Em cảm ơn anh. Có ý sao lẹ vậy, đứng bên đó nói chuyện chút đi. Ý nghĩa gì hay gì, tự nhiên hồi nãy em anh thấy em cầm đi thế này là hết hồn luôn á. Nó nghe được tiếng sóng thì lâu lâu lấy ra nghe cũng vui, cũng hay. À vậy thôi đó hả? Có chứ không? Con ốc này có nghe được tiếng Anh không? Tiếng gì? Có nghe được tiếng Anh trong này không? Không. Nghe u không chứ? Thông cảm, thiệt tình. Có người ta thiệt tình, ta chưa có tình trường, đừng có cười người ta vậy, thiệt tình luôn á. Rồi em gái, mình cảm nhận về hai chàng trai này lúc mà mở cánh cửa trái tim ra thấy sao? À, đúng như lời chị em nói thì nhìn bạn ghế xanh có vẻ chững chạc hơn bạn ghế đỏ ạ. Dạ cho em xin phép tặng quà. Được, mời em. Thì hôm kẹp nay... nách, em kẹp nách rồi ta ăn được không? Dạ hôm nay đến đây thì em cũng có cho mỗi bạn một quyển sách. Đây là quyển tiểu thuyết 5cm trên dây, là một trong những quyển tiểu thuyết mà em rất thích đọc. Đồng thời đó là một đặc sản Vũng Tàu, đó là một hộp khô. Một hộp khô kẹp nách. Thiệt tình. Em muốn hỏi gì trực tiếp hai cô gái? Hôm nay thì anh đến đây thì anh muốn hỏi là các em đã thực sự nghiêm túc để tìm người yêu? Nếu trong một mối quan hệ thì tụi em quan trọng nhất là cái gì? Dạ, thật sự thì hôm nay đến chương trình thì phải là nghiêm túc thì mới đến. Có hai điều quan trọng nhất trong tình yêu. Thứ nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, và thứ hai là sự tôn trọng lẫn nhau. Dạ, em cũng như chị, chắc chắn là nghiêm túc thì mình có tới đây được. Tin tưởng với lại thật sự chân thành với em là được. Em muốn hỏi hai bạn luôn là với bạn thì bạn mong đợi điều gì nhất ở người bạn gái của mình? Đối với em thì em mong đợi nhất là chung thủy và biết quan tâm, chia sẻ, kiểu như là có thể hiểu được ý của bạn trai mình muốn gì mà không cần phải nói ra. Khi mà chúng ta yêu nhau, nếu mà chúng ta hiểu nhau thì có gọi là tâm linh tương thông và thần giao cách cảm. Rồi, còn em? Em muốn tìm bạn thì cũng chân thành, biết chia sẻ cái khó khăn của nghề nghiệp của mình. Nói chung là không có cái gì giấu giếm cả, nói chung là nó thoải mái với nhau. Thế bây giờ chị hỏi hai cô gái mình nè, hai chàng trai mình đều không có ở thành phố Hồ Chí Minh. Tụi em có ngại đi làm dâu không? Làm dâu thì chắc chắn ai cũng phải làm thôi chị, không có ngại. Nhưng mà có điều là em sợ em làm dâu không được. Sao vậy? Dạ vì em mặc dù rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu không có được ngon. Không sao á, ăn tôi là tấm lòng. Đâu nãy giờ tôi nghe phảng phất mùi thơm đây quá trời mà. Dạ, hay. Sẵn đây em tặng quà cho hai anh luôn. Rồi. Dạ đây là món trứng chiên thịt bằm mẹ em tự chiên. Em chỉ làm những món ăn nào mà dành cho những người mà thật sự đặc biệt với em thôi. Sao mà ăn đơ quá vậy? Tại ăn sao thằng kia nó đơ. Đây là lần đầu tiên có một bạn gái mà nấu cho mình ăn. Thế em hơi xúc động. Yeah, được đút cho ăn luôn gì nữa. Sao em? Hình như là nó hơi mặn mặn đó. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Em cảm thấy sao? Dạ em cảm thấy ngon. Ngon. Wow. Thằng trai dễ ăn. Gu này ăn mặn. Vậy là trứng thịt bằm và muối nữa chứ. Dạ tại vì do tình cảm của em chắc đặt nhiều vào đây quá cho nên nó hơi mặn á. À không sao thì đó, chị nói mà gừng cay muối mặn mà đừng lo. Mặn chứ. Rồi, chị hỏi nè. Dạ. Bây giờ mình còn rất là trẻ. Thế em nghĩ sao, giống như bây giờ các bạn trẻ hiện đại đó, ví dụ đi ăn đi chơi đi đồ đó mình share tiền nhau, thấy em nghĩ sao?
Em về việc share tiền nhau ấy thì em không thích cái việc mà trong một bữa ăn đó mà cuối buổi thì hai đứa share tiền nhau thì nó hơi kỳ. Ví dụ như là bạn nam có thể trả bữa ăn hoặc em có thể trả bữa ăn và bữa uống nước thì người còn lại có thể trả. Em nghĩ sao? Mẹ em có nói với em một câu là hồi lúc mà mẹ em quen ba em á, là từ lúc bắt đầu quen nhau cho tới khi kết hôn là mẹ em chưa từng phải trả một đồng nào hết. Thì không bác, thì không bác. Trời ơi, đại gia ngầm ngồi dưới đây nè. Thôi ơi trời. Em muốn hỏi hai bạn nữ một câu cuối là giữa bình yên và cơ hội thì bạn chọn cái nào và giải thích vì sao? Em với em thì tầm tuổi này ấy và thì em sẽ chọn cơ hội. Vì tuổi trẻ thì em muốn trải nghiệm nhiều hơn là bình yên. Còn bình yên em cũng đã nghĩ vạch ra con đường sau này của mình khi mà đã tầm 50 tuổi trở lên ấy thì em sẽ muốn về quê, em muốn bình yên chị. Dạ, em thì em chọn bình yên ạ. Tại vì cơ hội gì chắc chắn lúc nào cũng sẽ tới với mình mà. Em mặc dù em thích cuộc sống rất là xô bồ nhưng mà trong thân tâm em á thì em thích những cái nơi mà thật sự là bình yên để cho mình thoáng đi á. Bình yên thì em nghĩ là chắc chắn là mình sẽ tự tạo cái bình yên đó cho mình. Em có hài lòng với câu trả lời của hai bạn đó chưa? Hiểu chưa? Dạ, sau khi nghe câu trả lời của hai bạn thì em nghĩ em đã có đáp án cho mình. Rồi, còn ai tiếp tục? Chàng sĩ quan của tôi còn muốn cơ hội hết rồi, lẹ lên, nhanh. Thì em sẽ chọn là cơ hội. Thứ em đâu có hỏi cơ hội của em chứ. Mình muốn tỏ tình, mình muốn nói em, gì một em lần hỏi đây. Có hai cô gái nữa không để mình bấm nút? Trời ơi, nó đâu cần cơ hội của em chứ. Không, nhưng mà cũng lé lé là muốn cơ. Thì sau buổi hôm nay thì có lẽ là mình hy vọng là sẽ có buổi ăn tối để nói chuyện nhiều hơn. Lạc giọng nữa rung. Xét á, bị xét á. Tôi rất trân trọng cái chàng trai này. Thật sự trong lòng dậy sóng luôn, điện chạy rần rần, lạc giọng mỗi lần khoảnh khắc quyết thế định là bạn lạc giọng à. Không thiệt. Cảm thấy là cái mic nó không được vui sao? Không phải, không ai phải cũng em ơi. Ai cũng nói lớn được hết. Thời gian đã hết. Bây giờ các bạn ơi, mình hãy đặt tay vào được cái nút bấm của mình. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm. Là màu xanh thì tương ứng với cô gái ngồi ở ghế màu xanh. Màu đỏ tương ứng với người ngồi ở ghế màu đỏ. Cảm thấy có cơ hội mới bấm, còn cảm thấy không phù hợp có quyền không bấm chứ không cần phải lịch sự. Và bây giờ đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5 4 3 2 1. Em nghĩ là bạn Văn là một người cũng khá là khó tính đó. Gây xanh thì tài năng. Tài năng. Nhẹ nhàng, tính cách nhẹ nhàng. Nếu trong một mối quan hệ thì tụi em quan trọng nhất là cái gì? Hôm nay đến chương trình thì phải là nghiêm túc thì mới đến. Có hai điều quan trọng nhất trong tình yêu. Thứ nhất là sự tin tưởng lẫn nhau và thứ hai là sự tôn trọng lẫn nhau. Và nghiêm túc thì mình có tới đây được. Tin tưởng với lại thực sự chân thành với em là được. Dạ, sau khi nghe câu trả lời của hai bạn thì em nghĩ em đã có đáp án cho mình. Bấm. Xong hết rồi. Là bây giờ mình cũng chỉ thành công có 50% thôi. Và không. Không. Gì nữa? Không. Sao không? Bốn phương bốn hướng luôn rồi. Gì bốn phương bốn hướng? Tôi lộn hả? Mắt tôi quắn gà hả? Dạ sao em không có bấm không? Dạ không ạ. Tại sao không bấm? Em cảm thấy là bạn, em nghĩ là chưa giống với cái hình mẫu của em. Không phải là em kêu hay là sao, nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình bấm nút với một người mà mình không thích á thì nó rất dễ là gây đến cái hiểu lầm hoặc là những cái điều không muốn cho nhau. Mời các em ra đây. Lỡ rồi chị hỏi luôn nhà trai đi. Cảm xúc của em như thế nào? Sau khi tìm được công việc thì em mong muốn một cuộc sống bình yên với gia đình hơn là em nghĩ vậy, và em nghĩ và bạn ghế đỏ là phù hợp với tiêu chí của em hơn. Em cảm thấy rung động nên đã bấm. Em cảm nhận như thế nào giờ phút này? Dạ em hơi bị rối xíu. Em không nghĩ là anh ghế màu xanh sẽ bấm chọn em. Chắc là do nhiều khi cái suy nghĩ của em nó khác hơn anh. Cái còn bạn cuối cùng. Dạ em thì cảm thấy không ngạc nhiên ạ. Tại vì cơ bản em biết được là mỗi người sẽ, trái tim mỗi người sẽ cảm nhận một cái khác nhau.
Hôm nay thì ông Mai bà mối thất bại rồi. Nhưng thôi không sao cả, bởi vì sao ạ? Chúng ta phải luôn trân trọng cảm xúc của những người tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, dù cho là ngày hôm nay ông Mai bà mối đã thất bại, nhưng mà dù cho các bạn không đến được với nhau, thì chương trình vẫn gửi tặng cho mỗi bạn một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh. Và cảm ơn các bạn đã đến với chương trình, dám bày tỏ nè, dám thể hiện bản thân của mình để tìm kiếm một nửa yêu thương. Xin tặng cho các bạn mỗi người một chiếc điện thoại Realme. Tặng em. Và bây giờ thì chương trình sẽ gửi tặng cho các bạn, đây là một phần quà từ We Well Cool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan và tốt cho sức khỏe. Đây, gửi tặng em nha. Gửi tặng em. Đây, đổ lên đây. Và cho dù là chúng ta thành công hay thất bại, thì nhãn hàng bột giặt Joy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một, vẫn dành tặng cho mỗi bạn tham gia chương trình một combo bột giặt Joy. Yeah. Đây. Quý vị khán giả thân mến ơi, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Kính thưa quý vị, và hãy nhớ đón xem khung giờ rất quen thuộc của chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một, đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho tất cả các bạn trẻ gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Mình thích bạn có khuôn mặt trẻ son và bầu bỉnh một tí, tức là đầy đặn á, nhưng mà mình cảm thấy bạn Văn chưa hợp lắm, không phải là chê nhưng mà cảm thấy không hợp lắm. Hôm nay á là từ Cam Ranh vào đây thì đi đường xa thì kiểu gì em bấm nút hết đó. À vậy. Ý là mình con trai nữa, mình không thể không bấm nút thì nó hơi kỳ, không bấm nút thì nó hơi kỳ, mà đã xịn ngạ, mà đã xịn ngạ. Khi mà cầm tay các bạn. Không, mình không hề run, không hề tim đập mạnh một tí nào luôn. Ôi, lạnh quá. Em biết bàn tay đó của ai không? Chắc là của bạn Vân. Của bạn Vân. Ôi, sao lẻ vậy? Gì vậy? Nắm thấy là biết là được rồi. À dạ. Rồi còn đối với bạn thì sao? Thì như mình đã chia sẻ thì các bạn ghế đỏ có quan điểm sống nhiều thứ phù hợp với mình hơn. Với lại mình cũng muốn có một người bạn gái nhỏ hơn mình vài tuổi để mình có cảm giác bảo vệ, che chở cho người đó. Giữa bình yên và cơ hội thì bạn chọn cái nào và giải thích vì sao? Dạ, em thì em chọn bình yên ạ. Tại vì cơ hội gì chắc chắn lúc nào cũng sẽ tới với mình mà. Em mặc dù em thích cuộc sống rất là xô bồ, nhưng mà trong thân tâm em á thì em thích những cái nơi mà thật sự là bình yên để cho mình thoáng đi á. Thì em nghĩ em đã có đáp án cho mình. Cái cảm xúc này của mình như nè. Dạ thì em cũng hơi bất ngờ về anh đó. Tại vì như hồi nãy em đã chia sẻ là mối tình thứ ba của em là em cũng có quen một anh bộ đội. Thì hiện tại thì lúc trước là em không dám mở lòng, cho nên là em đến với tham gia chương trình này, em không nghĩ là em sẽ được ghép đôi với một anh sĩ quan như vậy. Thì là em cũng muốn thử một lần nữa mở lòng của mình ra xem như thế nào, tại vì em không tin là sẽ không tìm được một người phù hợp với em. Hơi bất ngờ về bạn ghế đỏ. Vì cảm thấy bạn ghế đỏ ấy, nhìn hoài bạn nữ ghế đỏ ấy, bạn nam ghế đỏ nhìn hoài luôn, mà cứ nghĩ là bấm bạn ghế đỏ luôn ấy, nhưng mà không biết sao tại sao lại không bấm. Còn bạn nam ghế xanh thì mình không bất ngờ. Hôm nay thì sao, cảm xúc sao, ví dụ như là có muốn tiếp tục không và muốn thuyết phục Vân không? Dạ, tất nhiên là muốn tiếp tục rồi chị. Phải thuyết phục chứ. Mình thích cái gì mình phải phấn đấu bằng được. Lần đầu tiên mở rèm ra là em đã để ý Vân rồi. Sau khi mà Vân múa thì em cảm thấy wow, đây là em rất là thích. Với lại sau đó thì bạn còn cho em ăn nữa thì em kiểu như là đây là lần đầu tiên có người nấu xong đút cho em ăn luôn á. Cảm nhận được cái sự chăm sóc của Vân đúng không? Dạ. Vậy thì lúc mà mong muốn, cái cảm xúc của em là sao?
rất là thích, kiểu như là fan hâm mộ luôn á chị. Lúc đó thì em cũng thấy bạn cũng nhìn em nên em càng thích hơn nữa. Chị thấy em quay về hướng của tường cũng nhiều, nhưng mà đến hồi sau lại không bấm tường. Thật sự lúc mà mở cửa ra thì em lại bị ấn tượng căn ghế màu đỏ nhiều hơn. Tại vì em là thích một người ở ngoài lạnh lùng, ở trong ấm áp, ít nói. Dạ. Nhưng mà em thấy anh này... Không, nhìn thấy chàng trai tường này cũng rất là ấm áp nha. Dạ, chắc là do em cảm nhận chưa đủ, chưa tới. Em muốn hỏi bạn nữ một câu được không? Ok, em muốn hỏi bạn thôi. Nếu bây giờ mà cho bạn chọn lại thì bạn có cho mình một cơ hội để tìm hiểu bạn không? Mình rất là thật lòng, mình rất là muốn tìm hiểu bạn. Bạn có thể cho mình một cơ hội không? Như... Thì nếu như mà em cảm nhận được đủ cái sự chân thành của anh á, thì chắc chắn là cơ hội thì sẽ tới nhiều, đúng không? Như em đã nói. Vậy thì bạn cho mình một cơ hội nha. Chị trả lời có đi. Ủa, là cái này là anh đang cũng ghét em luôn hả? Không, cái này đang năn nỉ. Năn nỉ em hả? Anh phải thể hiện sao cho em cảm nhận được chứ. Đây. Anh này chắc dễ chịu á, chị cứ nói đồ ăn cho là dễ chịu. Dạ không, lúc trước em cũng đẹp trai lắm mà tại vì dịch Covid em ở nhà riết nên em mới vậy chị. Cái cảm nhận giữa hai người con trai thì cô sẽ thích bạn nào hơn? Giữa hai người thì một đứa thì nói chuyện thì đánh lót, còn một đứa thì quá trầm lặng. Theo trầm, nhưng mà theo cô nghĩ là cô chọn những người là coi như là thánh thoát, lanh lẹ. Tức là cái anh đeo kính đúng không? Đúng rồi. Ngồi nói chuyện ha. Rồi chị lên nha, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau nghe. Bye bye, chúc chị đi vui vẻ. Cảm ơn. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media.